Chào đón các bác với em súp Calip. Đây là chiếc súp Calip trước em nhập về được 1-2 tháng nay rồi. Lúc đầu thì mới đầu thì em đăng giá đây, đăng giá con này, giá đầu tiên của nó là 3,9 triệu đấy các bạn. Nhưng mà để lâu lâu cũng chả biết ở nhà gia đình ai thử biết gì hay không, nhưng giờ cắm điện nó không vào nữa. Em thì không phải là thợ, bác nào lấy về sửa thì sửa nhá. Giá 900k, giá 900k. Đây là chiếc súp Calip, có khi hãy cắm nhầm điện hay thế nào đấy nhá. Súp Calip đây, súp Calip điện 120V. Em thì cũng đã ghi báo giá rồi đây, nhưng mà đến giờ thử găm điện chả thấy nó vào. Không phải thợ chịu, nhà thì em chỉ bán hàng thôi, không phải thợ. Đây, đế của nó đây. Đây là súp Calip nhé. Đây, đường vào em quay lại cho bác rõ luôn này. Đây, súp Calip điện này, đường lai vào hay ra này có hết này. Cho bác nào lấy củ loa cũng được, 900k. Bác về sửa này. Điện đó bác sửa thì sửa, mà không lấy cái củ loa này, 900k củ súp này quá đỉnh rồi. 900k các bác nhá, ghi luôn cho nó nhanh, cho nó ra đi đi, không để nhà em nó chật nhà. Không phải là thợ thì để làm gì. 900k nhá, cho đi nhanh. Chào các bác.